Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xu hướng đưa người nhà vào ban lãnh đạo các ngân hàng tư nhân của Việt Nam ngày càng rõ nét. Trong đó nhiều nhà băng phổ biến mô hình bố, anh trai làm chủ tịch, con, em trai giữ chức vụ phó chủ tịch. Năm 2008, ngân hàng Tiên Phong TP Bank được thành lập. Ông Đỗ Minh Phú sinh năm 1953, chủ tịch hội đồng quản trị hiện nay cũng chính là thành viên sáng lập nhà băng này. Trước khi gây dựng TP Bank, ông Phú là nhà sáng lập công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji. Hiện tại, ông đại diện cho Doji sở hữu gần 94 triệu cổ phiếu TPB, tương đương 5,93% vốn điều lệ ngân hàng. Tính theo thị giá hiện tại của TPB, lượng cổ phiếu này trị giá khoảng 2.200 tỷ đồng. Trong khi đó, em trai ông Phú là Đỗ Anh Tú được bầu làm phó chủ tịch hội đồng quản trị TP Bank từ năm 2012. Ông Tú sở hữu hơn 58,6 triệu cổ phiếu TPB, 3,7%, trị giá chừng 1.138 tỷ đồng. Ngoài ra, vợ và các con của ông Tú cùng hai người con của ông Phú đều sở hữu hàng chục triệu cổ phiếu TPB. Tổng lượng cổ phiếu TPB do hai anh em nhà ông Đỗ Minh Phú, Đỗ Minh Tú cùng người thân nắm giữ lên đến gần 290,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 6.800 tỷ đồng. SHB, cha làm chủ tịch, con làm phó chủ tịch. Ông Đỗ Quang Hiển, bầu Hiển, được biết đến là người gây dựng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị. Những năm gần đây, giai đoạn chuyển giao thế hệ nhà bầu Hiển thể hiện rõ qua việc bổ nhiệm con trai là ông Đỗ Quang Vinh từ tháng 10 năm 2021. Đại hội cổ đông SHB năm 2021 chính thức bầu ông Vinh làm thành viên hội đồng quản trị. Tháng 4 năm 2023, ông Đỗ Quang Vinh được bầu làm phó chủ tịch hội đồng quản trị. Tại SHB, ông Đỗ Quang Hiển trực tiếp nắm giữ 78 triệu cổ phiếu, 2,54%. Trong khi đó, ông Đỗ Quang Vinh chỉ trực tiếp nắm giữ 736.000 cổ phiếu, khoảng 0,024%. Tuy nhiên, em trai ông Vinh là Đỗ Vinh Quang hiện tại nắm giữ hơn 84 triệu cổ phiếu SHB. Tính chung, Bầu Hiển và hai con trai sở hữu lượng cổ phiếu trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng. Techcombank, anh làm chủ tịch, em làm phó chủ tịch. Cách đây 2 năm, ngân hàng Techcombank do ông Hồ Hùng Anh làm chủ tịch hội đồng quản trị cũng bổ sung một phó chủ tịch hội đồng quản trị là ông Hồ Anh Ngọc, em trai ông Hồ Hùng Anh. Doanh nhân Hồ Anh Ngọc sinh năm 1982, được bầu vào hội đồng quản trị của Techcombank nhiệm kỳ 2019-2024 tại đại hội cổ đông năm 2021. Ông Ngọc từng đảm nhiệm những vị trí quan trọng tại Techcombank từ năm 2007. Ông Ngọc cũng được biết đến với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn OneMall, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần OneMG Housing, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần One Distribution. Tại Techcombank, ông Hồ Anh Ngọc không trực tiếp sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào, trong khi ông Hồ Hùng Anh nắm giữ 39,3 triệu cổ phiếu, tức khoảng 1,1%. ACB, con trai làm chủ tịch, mẹ là thành viên hội đồng quản trị. Năm 2012, ông Trần Hùng Huy sinh năm 1978, kế nhiệm cha ruột là ông Trần Mộng Hùng làm chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng ACB. Thời điểm đó, ông Huy là chủ tịch ngân hàng trẻ nhất khi mới chỉ 34 tuổi. Cho đến nay, chưa ai có thể phá vỡ kỷ lục người trẻ nhất được bầu làm chủ tịch của một nhà băng của ông Huy. Chủ tịch Trần Hùng Huy đang nắm giữ 115,73 triệu cổ phiếu, trị giá trên dưới 2.900 tỷ đồng. Ông Trần Mộng Hùng không còn là thành viên của hội đồng quản trị ACB, nhưng bà Đặng Thu Thủy sinh năm 1955 là vợ của ông Hùng, đang là thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng này. Từ năm 2011 cho đến nay, bà Thủy sở hữu 40,34 triệu cổ phiếu ACB, trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng. Được biết, bà Đặng Thu Thủy công tác tại ngân hàng ACB từ ngày đầu thành lập, từ giữ các chức vụ chánh văn phòng, giám đốc nhân sự. Hiện tại bà là thành viên hội đồng sáng lập, thành viên hội đồng quản trị ACB. Chủ tịch của ACB từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh và bày tỏ tình cảm với người mẹ của mình trên trang Facebook cá nhân. Ông luôn nhận được sự mến mộ của cộng đồng mạng, nhất là những người làm việc trong ngành ngân hàng. LP Bank, anh là chủ tịch hội đồng quản trị, em là thành viên hội đồng quản trị. Năm 2021, doanh nhân Nguyễn Đức Thụy, sinh năm 1976, được bầu vào hội đồng quản trị ngân hàng Liên Việt Postbank, nay là LP Bank. Cuối năm 2022, doanh nhân Quê Ninh Bình chính thức được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng này, thay cho ông Huỳnh Ngọc Huy xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Tại đại hội cổ đông năm 2023, ông Trần Văn Thùy sinh năm 1981, tức em trai ông Thụy, được bầu vào hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Thùy là một trong 4 thành viên mới, lần đầu tham gia hội đồng quản trị của LP Bank. Chủ tịch hội đồng quản trị LP Bank Nguyễn Đức Thụy đang sở hữu trực tiếp hơn 47,8 triệu cổ phiếu LPB, tương đương với 2,76% vốn điều lệ ngân hàng. Tính theo thị giá hiện tại, giá trị cổ phiếu của ông Thụy đang nắm giữ đạt khoảng 670 tỷ đồng.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thủy không có tên trong danh sách cổ đông của LP Bank. Ngoài những cặp đôi trên, trong ngành ngân hàng từng chứng kiến những cặp đôi chú cháu tại ngân hàng Việt Á, Việt Á Bank. Năm 2021, ông Phương Hữu Việt rời ghế chủ tịch hội đồng quản trị Việt Á Bank, thay thế ông là cháu ruột của ông, Phương Thành Long. Tuy nhiên, ông Việt dù rời ghế chủ tịch hội đồng quản trị nhưng vẫn là thành viên hội đồng quản trị Việt Á Bank cho đến thì đại hội cổ đông 2023 vừa qua mới chính thức rút lui hoàn toàn. Hầu hết các ngân hàng tư nhân tại Việt Nam hiện nay đều vẫn do những doanh nhân thế hệ F1, những người sáng lập ra công ty điều hành quản lý. Tuy nhiên, một số nhà băng cũng đã bắt đầu có thực hiện chuyển giao quyền lực cho con cái, hay còn được gọi là thế hệ F2. Có người dù trẻ tuổi nhưng đã đảm nhiệm tốt ghế nóng chủ tịch hội đồng quản trị. Trong lớp thế hệ F2 doanh nhân ngân hàng, ông Trần Hùng Huy sinh năm 1978, chủ tịch hội đồng quản trị của ACB vẫn luôn thu hút lớn sự chú ý từ dư luận. Đây là vị chủ tịch ngân hàng duy nhất công khai tài khoản Facebook, thường xuyên cập nhật và chia sẻ cuộc sống trên trang cá nhân. Cho đến thời điểm này, ông Trần Hùng Huy vẫn là người đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng vào độ tuổi trẻ nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam. Ông Trần Hùng Huy sinh ra trong gia đình có truyền thống làm ngân hàng với ông Trần Mộng Hùng, cha của ông Huy, là người sáng lập ACB và mẹ của ông Huy là bà Đặng Thị Thu Thủy, hiện tại vẫn là thành viên hội đồng quản trị ngân hàng. Vừa qua, ông Hùng Huy gây sốt trên mạng xã hội với màn biểu diễn đàn hát, nhảy trong tiệc kỷ niệm 30 năm thành lập ACB. Theo thống kê của Jonas Social Trend, màn trình diễn của chủ tịch ACB đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng chủ đề âm nhạc hot nhất trên mạng xã hội trong 24 giờ trước, tính tới 13 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2023. Không chỉ có ngoại hình điển trai và học vấn khủng, ông Trần Hùng Huy còn là một trong số 40 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Ước tính số cổ phiếu ACB do ông Trần Hùng Huy nắm giữ hiện tại có trị giá hơn 2.900 tỷ đồng. Bên cạnh ông Hùng Huy, một doanh nhân trẻ thế hệ F2 khác cũng đang đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng là ông Dương Nhất Nguyên, sinh năm 1983, hiện tại là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín Vietbank, VBB. Ông được bầu vào vị trí này vào cuối tháng 4 năm 2021. Được biết, ông Dương Nhất Nguyên là cử nhân Greenwich University của Anh, có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Đại học Prairie của Mỹ. Ông Nguyên bắt đầu vào ban điều hành của Vietbank từ tháng 1 năm 2013 với vị trí phó tổng giám đốc. Từ năm 2013 cho đến nay, ông đã kinh qua nhiều chức vụ lớn khác tại Vietbank như phó tổng giám đốc kiêm thành viên hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020. Ông Dương Nhất Nguyên cũng sinh ra trong gia đình truyền thống làm ngân hàng, là con trai nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Vietbank Dương Ngọc Hòa và bà Trần Thị Lâm, chủ tịch tập đoàn Hoa Lâm. Ông Dương Nhất Nguyên từng là cử nhân ngành dược và bắt đầu làm việc tại dược phẩm Hoa Lâm trước khi chuyển sang ngành ngân hàng. Trước khi về Vietbank, ông từng có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Hoa Lâm, chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hoa Lâm. Vietbank hiện tại là một trong những ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ trong hệ thống với vốn điều lệ hơn 4.700 tỷ đồng, tổng tài sản gần 107.000 tỷ. Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989 là con trai cả của Đỗ Quang Hiển, Bầu Hiển, người đặt nền móng xây dựng SHB và đang là chủ tịch ngân hàng. Đỗ Quang Vinh học ngành tài chính ngân hàng tại Đại học Middlesex của Anh và có nhiều năm làm trong doanh nghiệp, ngân hàng ở nước ngoài trước khi trở về Việt Nam vào năm 2019. Năm 2021, Đỗ Quang Vinh trở thành phó tổng giám đốc trẻ tuổi nhất SHB. Con trai Bầu Hiển cũng đảm nhiệm vị trí quan trọng, giám đốc khối ngân hàng số, với kỳ vọng sẽ tạo nên sự đột phá cho SHB trong thời đại công nghệ 4.0. Năm 2022, Đỗ Quang Vinh được bầu vào Hội đồng Quản trị và tháng 4 năm 2023 vừa qua, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Thiếu gia nhà Bầu Hiển được biết đến là một người tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Anh từng quyết định tự đi du học Singapore từ năm 15 tuổi. Trong thời gian học tập tại nước ngoài, Vinh cũng đi làm thêm trong nhà hàng, làm phục vụ bàn với thù lao 60 USD mỗi buổi. Sau khi tốt nghiệp tại Singapore, Đỗ Quang Vinh về SHB làm với vị trí chuyên viên kiểm toán nội bộ, rồi luân chuyển qua nhiều phòng ban tại đây trước khi sang Anh học tiếp tục thạc sĩ. Tốt nghiệp thạc sĩ, Vinh làm việc tại một ngân hàng lớn của nước ngoài. Sau đó, anh sang Mỹ và bắt đầu với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thủy sản, đảm nhiệm vị trí CEO TNT chi nhánh Mỹ. Trên trang cá nhân Facebook, hình ảnh Đỗ Quang Vinh có phần chỉn chu theo phong cách doanh nhân. Anh cũng thường đăng tải hình ảnh du lịch, những khoảnh khắc đời thường bên cạnh bố mẹ, em trai và hai thiên thần sinh đôi một trai một gái của mình. Một điểm nhấn lớn nhất trong sự nghiệp của Đỗ Quang Vinh là vai trò lãnh đạo tại SHB Finance, công ty con của SHB hoạt động lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Năm 2021,
SHB đã khiến thị trường tài chính dậy sóng khi ký kết thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ tại SHB Finance cho ngân hàng trách nhiệm hữu hạn đại chúng Ayudhya Krung Sri. Giá trị thương vụ được phía Krung Sri tiết lộ lên tới gần 156 triệu USD, tương đương khoảng 3.600 tỷ đồng. Sau 2 năm, lộ trình chuyển nhượng này đang ở những bước cuối cùng. Dù nắm vị trí cao tại ngân hàng, thế nhưng Đỗ Quang Vinh lại không sở hữu nhiều cổ phiếu SHB như người em trai Đỗ Vinh Quang. Hiện tại Đỗ Quang Vinh chỉ sở hữu 736.000 cổ phiếu SHB và 7,5 triệu cổ phiếu SHS, giá trị tổng cộng hơn 100 tỷ đồng. Con gái của nhiều đại gia ngân hàng Việt cũng được giao trọng trách kế tiếp sự nghiệp kinh doanh ngân hàng. Trong đó, nhắc đến ái nữ của đại gia ngân hàng, không thể không nhắc đến Lê Thu Thủy, sinh năm 1983, con gái của doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn BRG và Phó Chủ tịch Thường trực Sibank. Được biết, bà Lê Thu Thủy là Ủy viên Thường trực Hội đồng Quản trị Sibank từ năm 2009, lúc chỉ mới 26 tuổi. Hai năm sau, bà nắm chức quyền Tổng Giám đốc Sibank rồi lại rời cương vị này vào năm 2013, giữ cương vị Phó Tổng Giám đốc rồi trở lại làm Tổng Giám đốc Sibank từ năm 2018. Con gái của Madam Nga là một doanh nhân tài giỏi, đã nhận được nhiều giải thưởng từ trong nước đến quốc tế. Lê Thu Thủy từng là doanh nhân nữ tiêu biểu ASEAN, được trao vào mạng lưới doanh nhân ASEAN, nhà lãnh đạo ngân hàng trẻ triển vọng Việt Nam, trao bởi The Asian Banker, nữ lãnh đạo ngân hàng trẻ xuất sắc, trao bởi International Finance Magazine, chiến sĩ thi đua ngành ngân hàng, trao bởi Ngân hàng Nhà nước. Tháng 7 năm 2022, Lê Thu Thủy thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc sau nhiệm kỳ 5 năm và tiếp tục tham gia vào công tác quản trị ngân hàng với vai trò là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Bà Lê Thu Thủy tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh và cử nhân tài chính ngân hàng tại Đại học George Mason của Mỹ. Trước khi về Việt Nam, bà có thời gian làm việc ở ngân hàng nước ngoài và lấy chồng người Mỹ. Bà từng chia sẻ rằng lúc đầu, việc trở về Việt Nam làm tại Sibank thuần túy là bởi vì gia đình tôi mong muốn như vậy. Tuy nhiên tại đây, sau rất nhiều những trải nghiệm, bà đã khám phá ra được khát vọng của bản thân. Về khối tài sản trên sàn chứng khoán, bà Thủy hiện sở hữu hơn 48 triệu cổ phiếu SSB của Sibank, giá trị ước tính khoảng hơn 1.500 tỷ đồng. Thành viên Hội đồng Quản trị OCB, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị OCB có 4 người con gái, trong đó Trịnh Thị Mai Anh sinh năm 1992 đang là thành viên Hội đồng Quản trị của ngân hàng này. Mai Anh là nữ thành viên duy nhất trong Hội đồng Quản trị của OCB, cũng là 9x duy nhất được tham gia vào Hội đồng Quản trị của một ngân hàng Việt hiện nay. Trịnh Thị Mai Anh cũng sở hữu profile ấn tượng, dù trẻ tuổi nhưng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng trong và ngoài nước. Được biết, con gái Chủ tịch OCB tốt nghiệp cử nhân khoa khoa học London School of Economics and Political Science, Vương quốc Anh. Mai Anh có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại tập đoàn HSBC London, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam, tập đoàn Vina Capital, tập đoàn Temasek Singapore. Tháng 6 năm 2020, Mai Anh được bầu làm thành viên Chủ tịch Hội đồng Quản trị OCB nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện tại Mai Anh sở hữu hơn 40 triệu cổ phiếu OCB, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,94%. Số cổ phiếu này có giá trị ước tính hơn 750 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.